Tôi sẽ bạn quay trở lại trong đi clip mới và lần này thì mình sẽ đi gacha, mặc dù thật ra mình chẳng thích gacha lắm đâu, nhưng mà rồi quay trở lại nhá. Thì tôi thật nói ra cái banner lần này nó lại có Klee giá trị này thật quên. Thì cái banner lần này nó sẽ chạy theo banner song song, tức là chúng ta sẽ có đa số các bạn thì đều muốn đo Kazuha, còn mình thì nhìn thức là ngoài ra nó còn có một banner nữa, đó là banner song song của Klee. Nó thực sự các bạn luôn là mình cũng gọi là tất cả nhân vật bao gồm cái kẻ Zhongli, một nhân vật mình hay bị ghép với Ninh Quang của mình khá là ghét. Nhưng mà phải nói là nếu xét về câu chuyện thì không hề thích ghét những kiểu các nhân vật như kiểu Kazuha hay là Zhongli hay Klee cả, tất cả đều các nhân vật đều có tính cách rất thú vị. Nhưng mà cái đội hình của mình ấy thì nó có một tiêu chí, đó là nhất nó buộc phải là gái. Như bạn thấy đây, full đều phải là gái, big boob, hoặc là nếu không big boob được thì cũng kiểu dạng thiếu nữ, chứ không được phép loli và cũng không được phép có được dựa. Team của mình thì đội trưởng lúc nào đội trưởng ấy thì lúc nào cũng phải là cấp độ thần trở lên. Vì thế nên bạn thấy lôi thần mình xét mình nhất trong team này. Đấy, DPS đầu đời mà mình ro luôn. Ok, vì thế nên nói là Kazuha thì thanh niên này nó được chơi cũng khá là vui ấy, thậm chí hình như mình chơi thử xong rồi thì còn vui hơn cả chơi với Klee. Nhưng mà Klee thì nó lại là thôi, nó thực sự nó giới tính nữ thì thôi kệ, nhưng mà nó loli chơi nó cũng méo thích lắm. Nhưng mà nói cả hai cái banner này giá trị nhất đó chính là Ninh Quang ở trong banner này, còn lại ra mình chẳng thấy có gì giá trị hơn nữa. Nhưng mà không ro thì lại mình không có đủ tinh thần, bởi vì xin lỗi hơi mất thời gian của bạn một tí, nhưng mà mối duyên vương vấn hay mình gọi là cục nợ màu hồng và cục nợ màu xanh, hay mọi duyên nợ màu hồng, ok, thì mình không đủ nên buộc không phải ro. Nhưng cái bảo hiểm thì nó lên con mẹ 72 rồi, bảo hiểm rồi ro một lần nữa chắc chắn x10 nó sẽ ra, nên là Klee hay là lấy chân của lửa. Chưa giờ là mình mong mình muốn bị lệch như vậy. Từ hồi lần đầu tiên mình ro lôi thần đến tận từ hồi lôi thần rồi Kokomi rồi Senhe rồi các kiểu đầy hiểu nữa, chưa bao giờ lệch cho đến khi lần này mình thực sự mình muốn lệch. Kazuha không nhỉ? Hay Klee thì mình chẳng sách mấy. Rồi có phẩm đa giới hạn vũ khí à. Vũ khí thu thập thì cũng chẳng có đấy, còn mấy cái đồ cái deck ở đâu ra nhỉ, ở đâu nó roi mấy cái này đâu. Kiếm thì ngoài cái kiếm kia này ra thì cũng chả có cái nào nó thực sự gọi là ngon để mà dùng được. Để mình hỏi lại giáo sư đấy. Bạn thấy hai cặp đùi, nhưng chất ra đây hai cặp đùi này vốn nó không phải cặp đùi đâu, cái để máy thẳng bình thường. Thank you.
Đây quay mình cảm giác mình khá giống thằng Bennett, cho nên là thằng Bennett là một đấy. Rồi. Kazuha Kazuha Hazu Hate à? Ừ, thử kể có vẻ đi. Thằng này nó có nhiều. Ok. Jin, hãy ra Jin. Jin có lẽ một số điều tuyệt vời anh nhất, anh tuyệt của mẹ vời nhất đời mình rồi. Làm ơn, lệch càng tốt, lệch còn lấy được bạch thảo thần. Được cụ quân mẹ rồi. À. Để. Shit. Ninh Hoàng. Tuyệt con mẹ nó vời. Tuyệt con mẹ nó vời các bạn ạ. Ninh Hoàng. Ninh Hoàng mình phun công mạnh lâu lắm rồi, nhưng mà phun công mạnh hồi sẽ né. Đệt cụ nó. Đệt. Mình biết mình chơi thế hơi nhiều, nhưng mà mình vẫn chưa ra gì đâu, thề các bạn luôn. Bạn ông nào cũng ra gì đâu, mình sướng quá trưởng. Vẫn chưa đủ tinh thần. Đi rò tiếp. Rồi phải rót tiếp thôi. Tín rồi ra cái gì, mong ra người tinh thần một chút. À, thằng được dựa cầm sát tí à. Sikan à không, Sikanoi à. Tập phát hay do giúp được thằng này là trông giống người như thế nào. Mình cũng mấy thằng kia này chờ mình không quan tâm lắm, nên là gái là ý thì mình quan tâm thì nói chi với thằng kia của mình bơ luôn ấy. Rồi, một thằng được dựa. Đấy, mình là cái thằng tiêu nhiễm ở đầu nó, đó là chúng ta không phép ro mấy thằng dựa. Rồi, phải ro tiếp. Không đủ ít mời nữa. Căng nhỉ. Còn mình mát luôn thì hoàng để cùng mạnh kim như vậy. Giờ thằng này thì cho cầm cái gì nhỉ? Kiếm thôi, ok vì thôi video dừng lại. Xin chào hẹn các bạn trong video tiếp theo. Ui trời ơi, vậy là tôi đã trúng kèo và tôi không có bạn không bảo hiểm cho thằng thần. Để tôi xin chào các bạn trong video tiếp theo.